Khương mến chào anh Hoàng ở xã Tăng Châu, Duy Linh, Lâm Đồng. Anh có gọi điện kêu gửi cho anh bộ ít năm nào tầm chung chung, thì em cũng gửi, em đã chọn bộ hát cho anh. Và cái video này em sẽ test âm thanh cho anh trước khi đóng hàng đi. Và trước khi xuất hàng đi cho anh Hoàng thì em cũng nói sơ lại một vài nút. Đầu tiên anh về nhà, anh mở nút nguồn nè, cái hình nút nguồn anh đè từ 3 đến 5 giây giống như mình mở nguồn cái điện thoại vậy đó, là tự động nó lên đèn ha. Xong. Tiếp theo anh nói anh lấy nhạc bằng keypad. Đây em lấy nhạc keypad, cái tên thiết bị Bluetooth của nó là Soundcard X5 nha. Soundcard X5, em nhắc lại luôn, dễ lấy luôn ha. Giống như mình hát lấy nhạc Bluetooth giống loa kéo kéo vậy đó, cái tên thiết bị là X5. Và anh nhìn thấy cái chữ livestream thì anh cắm dây livestream vào đây ha. Đầu còn lại anh găm vào cái điện thoại em đang livestream xuống đồ anh ha. Tiếp theo nhà sản xuất nó thiết kế á, cái chữ phone mà hai cái chữ phone anh cứ găm 1, 2 gì cũng được ha. Đây là cái tai nghe em tặng kèm cho anh, JBL Z08 ha. Và cái chữ mic thì anh găm cái mic. Như vậy là xong, là hát thôi ha. Và sản phẩm anh á gồm có cái chăn kẹp nè, chăn kẹp để mình sau này mình hát mình không cầm mỗi tay ha, có tặng kèm anh. Và cái chăn mình dựng mình livestream nè ha. Chăn này em tặng cho anh 2 chăn nha, anh về anh xài 1 chăn. 1 chăn thì anh có thể tặng bạn bè nha. Có thể là em tặng dư cho anh 2 cây nha. Rồi bây giờ em tăng nhạc, em kiểm tra cho anh nè, tăng nhạc nè. Em tăng vang nè. Tăng vang ha, em tăng sẵn cho anh luôn. Hồi em tăng sẵn. Kiểm tra một đoạn cho anh Hoàng ở Tăng Châu, Duy Linh, Lâm Đồng. Em sẽ bao toàn bộ phí vận chuyển trong nước. Đây là lúc âm lượng nhạc nha. Anh về anh cứ mở nguồn lên hát. Em hát một đoạn bài lời tình, viết vội kiểm tra mít và sao cạc cho anh. Khi anh về nhà anh hát cái môi của mình vào cái mặt trái tim nha. Cái môi vào mặt trái tim mới đúng chiều mít thu âm. Anh nhớ giùm em á, quan trọng nhất á là cái chữ livestream thì anh găm dây livestream thôi, nó có tiếng Anh hết. Cái chữ phone thì anh gắm cái tai nghe vào, cái chữ mic thì anh cắm cái mic vào, như vậy là xong. Còn những cái trường hợp nào mà không hiểu cái nút nào á
thì anh cứ nhắn Zalo em ha, nhắn Zalo em rồi em sẽ giải thích cái nút đó là cái nút gì cho anh ha. Còn trước mắt á, anh đầu tiên á, thì anh về anh cứ làm theo cái ý của em ha, hướng dẫn ha. Còn những cái nút này thì em bấm cho anh xem, bấm nhầm không có sao. Có nghĩa là vỗ tay, cảm ơn gì đó, hôn, mấy cái này là hiệu ứng ha, hiệu ứng khán giả. Anh bấm nhầm không có sao ha. Anh cứ nhớ nút nguồn này mở lên, đè từ 3 đến 5 giây cho nó lên nguồn giùm em. Rồi anh hát á, hát xong anh cũng tắt nguồn cũng y chang như vậy luôn ha. Cái cục này anh có thể hát được mấy tiếng không cần găm điện cũng được nha. Nhà sản xuất thì nó có kèm cho anh cái cọng cáp trong đây. Cọng cáp trong đây ha, anh về anh găm cái lỗ đầu tiên là cái nút sạc ha. Cái đầu còn lại anh găm vào cái củ sạc điện thoại của anh á. Củ sạc điện thoại của anh xài sạc được, sạc cho cái cục này được nha. Còn những cái dòng Samsung sau này á, là cũng sạc, lấy cục sạc Samsung sạc cho cục này cũng vẫn được luôn nha. Rồi một lần nữa em cảm ơn anh Hoàng ở Tân Châu, Duy Linh, Lâm Đồng. Em tắt cái video em gửi qua cho anh và em đóng hàng, chuyển hàng đi cho anh. Em chỉnh sẵn cho anh luôn, chỉnh vang 80% cho anh luôn. Rồi xong.